Xe máy phải lắp camera hành trình, đại biểu Quốc hội lo khó khả thi. Tại cuộc thảo luận dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chiều 24 tháng 11, các đại biểu băn khoăn về đề xuất xe máy lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh lái xe. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang thuộc đoàn Bình Phước chỉ ra rằng, tính đến tháng 6 năm 2023, cả nước có trên 6 triệu ô tô và 73 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành. Số lượng xe máy quá lớn trong khi thu nhập người dân còn thấp, đời sống còn khó khăn, nếu hàng chục triệu xe máy phải gắn thiết bị giám sát hành trình, khó đảm bảo tính khả thi. Đại biểu Sang cũng cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới, người dân không lắp đặt camera để chứng minh sự trong sạch, mà cơ quan chức năng phải chứng minh chủ phương tiện vi phạm thì mới xử phạt. Từ những phân tích trên, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng, quy định này chưa phù hợp với thực tế trong khi phạm vi tác động rộng. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo chỉ quy định gắn thiết bị giám sát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải như hiện hành và quy định cụ thể hơn về trung tâm tích hợp phân tích dữ liệu. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Hòa Bình cũng nhận định việc thêm kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh sẽ gây khó cho người dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, đại biểu cho rằng nên khuyến khích tập trung vào các phương tiện vận tải kinh doanh có điều kiện. Hơn nữa, pháp luật hiện hành chỉ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải từ 9 khách trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi lại, lưu giữ toàn bộ hình ảnh trên xe trong quá trình xe tham gia giao thông.